Vâng, Tượng Gỗ Nguyên Hồng Trung em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang theo dõi video này của chúng em. Hôm nay Tượng Gỗ Nguyên Hồng Trung em đưa lên một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật. Vâng, Thành Tâm Bái Phật chất liệu bằng gỗ hương bác nhá. Tác phẩm này có chiều cao là 130, chiều ngang 69 và chiều sâu là 29. Chiều cao không kỷ là 119 nhé bác nhá. Tác phẩm này bên em giao lưu với tất cả các bác với giá chỉ có 9 triệu đồng thôi. Vâng, 9 triệu đồng bên em nó bao ship nhá. Ship toàn quốc cho các bác, ship từ hải đảo đến tận biên giới luôn. Và một tác phẩm này rất có chiều sâu này, một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật. Đấy, Phật Tổ đang ngồi trong hang đá nhá, đang ngồi trong núi đá và có rất nhiều cành tùng, cây tùng bên cạnh, bên quanh. Và mây thì bay lượn rất là nhiều xung quanh, mây thì rất là mềm mại rồi. Các bác đi này, em quay gần này cho các bác biết. Đấy, chất lượng gỗ bên em thì rất là già, lựa chọn một cái phôi gỗ này rất là già, lâu năm. Đây là một cái gốc cây rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp rồi. Bên dưới này là một cái bậc thang của một chú tiểu nhá, đang thành tâm bái Phật, bắt đầu đi lên trên cầu thang bái Phật nhá. Tác phẩm này thì rất có chiều sâu này, một tác phẩm chiều cao là 130, chiều ngang 69 và chiều sâu là 29. Và chỉ chiến 9 triệu đồng thôi. Bên em giao lưu với tất cả các bác với giá là 9 triệu đồng. Giá này là giá xưởng thôi nhá. Bên em giao lưu với giá xưởng, không qua một khâu trung gian nào. Đấy, 9 triệu đồng bên em đã bao ship rồi. Ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, tác phẩm này thì Phật Tổ đang ngồi trong núi đá này, rất là đẹp. Đấy, bên dưới thì có các chùa này, cảnh chùa này, tháp chuông này, chùa. Đấy, rất là đẹp rồi, gỗ rất là già nhá. Đấy, có mây bay này, mây bay xung quanh rất là mềm mại. Tác phẩm này thì chiều cao cũng rất là cao rồi, 130. Đấy, em quay đằng sau cho bác biết thưởng lãm tác phẩm đằng sau của bên em. Chất gỗ này thì rất là già, làm trên một cái gốc cây rất là lâu năm. Gốc cây này em đang chừng được khoảng 200 năm ở dưới đất. Vâng, 200 năm ở dưới đất xong mới khai thác lên để đục ra một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật này. Chất liệu bằng gỗ hương rất là đẹp, lại rất là già, các bác nhìn thấy chất liệu gỗ đi. Vân thì tuyệt vời rồi, vân khỏi phải nói rồi. Rất là đẹp, bên em xử lý có phần lũa nhá. Lũa bên em đã xử lý rất là đẹp rồi. Vâng, một tác phẩm này chỉ có 9 triệu đồng thôi. 9 triệu đồng bên em đã bao ship rồi nhá. Ship toàn quốc cho các bác. Bác đã hữu duyên sở hữu được một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật này về thì đúng là tuyệt vời rồi, mang ý nghĩa tâm linh rất là cao nhá bác nhá, ý nghĩa tâm linh rất là cao này. Đấy, một tác phẩm rất là nặng. Đấy, phải bên em phải di chuyển rất là khéo léo rồi, không thì sợ đỏ. Đấy, tác phẩm này có giá là 9 triệu đồng. Đấy, 9 triệu đồng bên em đã bao ship toàn quốc nhá bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, gỗ rất là già. Đấy, chất gỗ rất là già, bên em toàn lựa chọn những phôi gỗ già thôi để chế tác ra cái tác phẩm này. Một tác phẩm rất là có chiều sâu, gỗ rất là già, vân thì là không phải nói rồi, gỗ hương thì vân rất là đẳng cấp rồi. Đấy, bên dưới này cũng là phần lũa nhá, bên em xử lý rất là đẹp rồi, rất là tuyệt vời. Đấy, phần trên này đục ra những cái vách núi này, các bác nhìn rất là có chiều sâu. Đấy, bên trên này là một cái tháp chùa rất là đẹp, rất là cổ kính, những cái tán tùng nữa nhìn rất là đều màu này, châm rất là kỹ này. Đấy, một tác phẩm chiều cao 130, chiều ngang 69 và chiều sâu là 29. Vâng, chỉ 9 triệu đồng thôi. Các bác đã được sở hữu một tác phẩm đẹp như thế này rồi. Bên em lại còn bao ship nữa, đúng không? Quá là rẻ rồi, quá là đẹp rồi. Đã rẻ lại còn bao ship nữa thì tội gì không sở hữu một tác phẩm tâm linh như thế này ạ. Vâng, Tượng Gỗ Nguyên Hồng Trung em, địa chỉ Quốc lộ 38, Đông Giao Lưu Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Số điện thoại hotline quen thuộc là 0966 336-318 hoặc 0987-336-318. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác tại video lần sau ạ. Xin chào tạm biệt các bạn.